Giờ ăn đến rồi. Xin chào các bác nha. Hôm nay giới thiệu với các bác một món mới mà em mới làm ngày hôm nay. Đó chính là đọt măng được order từ Lâm Đồng về. Chẳng là trong xóm em có con bé nó lấy chồng người Lâm Đồng, thế là ngày hôm nay nó về quê. Ý là quê chồng nó đấy, xong rồi mang mấy cái món này về á. Lá nhíp thì mình ăn xong rồi mà lá nhíp công nhận ngon thật đấy. Còn chừa lại đúng cái đọt mề này, ngày hôm nay mình sẽ trổ tài nấu mấy cái món của các bạn người Lâm Đồng nấu ăn như thế nào ha. Mà nhá, bình thường không có tiền không dám mua thịt, nhưng mà ngày hôm nay có đọt mây thì thành ra là phải bỏ tiền ra để mà mua thịt về nấu với đọt mây xem như thế nào. Đọt mướp của mình sau 4 đến 5 hôm cũng lên được một mớ. Mới thì mình lại để cắt rồi nấu chung cho nó nhiều, chứ tội gì mà để đúng không. Em thì em không nấu theo một cái quy chuẩn công thức nào cả, em thấy thế nào thì em nấu như thế, miễn sao là nó hợp lý với cả nó ăn được là được. Sáng tạo nhưng mà không phản khoa học là ok đúng không. Trong lúc đọt mây đang phải luộc để cho nó bớt đi vị đắng thì em sẽ chuyển qua là xào cà tím ha. Món này ngoài chiên ra thì mình cũng không biết làm cái gì đâu, cho nên hôm nay mình sẽ xào với cả mắm luôn thôi. Hai lần luộc thì đọt mây mình mới ổn. Mọi người nhớ vắt thật kỹ để cho nó bớt đắng. Thịt được ướp từ đêm qua bây giờ mới có cơ hội được nấu đấy. Cái màu thịt nó chín y như cái ấy nhỉ, cái ấy mà các bạn sinh viên y học nó ấy nó ớn ấy. Ôi hình như là mình nói hơi xa quá. Thôi quay lại câu chuyện nào. Khi mà tất cả mọi thứ đã sôi sùng sục lên thì nhớ bỏ rau mướp không là quên đấy nha. Nêm nếm gia vị vừa ăn, bỏ muối với cả bỏ bột ngọt ít thôi nha, không là quên người yêu cũ đấy. Ta ra, đây là tác phẩm đầu tay của cô đầu bếp mới chớm nở đây. Đầu bếp rởm mang tên Siêu Panh. Mời mọi người cùng thử với mình nha. Món này thật sự rất là đắng. Cái này là đắng hậu vị mà đắng gắt luôn đó mọi người. Nên bạn nào mà không ăn được đắng thì nên cân nhắc. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nhá. Bye bye.